Vâng, xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube của Nhạc Cụ Đàn Hương. Hôm nay mình quay trở lại chương trình, đó là mình sẽ làm một cái video là test những cái đàn, những cái chiếc đàn mà của những quý khán thính giả đã đặt sẵn bên mình. Mình sẽ test những cái chiếc đàn bầu như thế này, từ những cây tầm rẻ tiền cho đến những cây đắt tiền, và những cái chiếc đàn nguyệt hát văn mà có người đặt. Thì mình xin nói là mỗi cây đàn đều có người đặt rồi mọi người nhé, đều có chủ nhân của nó. Thì bây giờ mình xin test cái đàn đàn rẻ tiền trước này. Để anh đọc. Cây đầu tiên là của anh Đạt ở Hải Dương nhé, có mã là LM149. Đây nhá, mọi người có thể thấy ấy. Đây là nút volume to nhỏ, mình vặn lên. Đàn này có loa ở bên trong, bầu máy đầy đủ. Mình test thử âm thanh của nó. Như vậy là có lên. Bây giờ mình sẽ test thử cái chiếc loa nén này. Đây nhé, đây là một cái đầu dây 6 ly. Thì đàn bầu này nó có một cái tính năng, đó là chơi hẳn loa ngoài luôn, test loa ngoài. Ví dụ như là chiếc loa nén này, thì bây giờ mình cắm vào đây thử. Ok, nó có lên. Nên mình sẽ đánh thử. Việt ở Gia Lai. Cái này thì là mã DV3
350. Cái này thì có thanh đàn gỗ mun, mặt là ngô đồng nhé. Đây, cũng có đầy đủ loa và cổng ra âm ly, ra loa nén và ra điện thoại để phát nhạc beat nhé. Đây, thử tiếng nó. Đàn này âm thanh rất là hay luôn. Thank you.
Như vậy là đàn này bên ngoài thì cũng rất là hay mọi người, mà ở trong thì nó cũng hay lắm. Ok. Xin cảm ơn mọi người đã kiên trì theo dõi cái video của mình ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người. Nếu mọi người thấy video này tiện lợi cho mọi người lựa chọn hoặc có ý nghĩa thì mọi người có thể ủng hộ bên mình bằng cách là mọi người có thể nhấn nút like, share video hoặc là đăng ký kênh để được nhận những cái video mới nhất về test sản phẩm mới của bên mình, để mình có thêm động lực để ra những cái video như thế này để phục vụ mọi người. Vâng, xin chào mọi người.